trong phần cuộc đời tao bởi tam muôn đã đoạn các chúng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bất động bằng kim niết bàn do vậy kinh tăng chúng là châu bao từ diệu mong với dân mong này tu hành muôn hạnh phúc chúng thiện nhân ta tội dù thiên thiên địa tiên thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn chơi căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy kinh tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần dù thổ tâm vào lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức phật bậc vô thượng liễu thâu thượng ban vô pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bậc tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy di thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Yani ta phu ta ni sama gata ni pumma ni vaya ni va anta leke sabbe va phu ta sumana va vantu akho visaka chang sunantu prasitang tatma hi phu ta ni same ta sambe metang karo tamano ya bacha ya ni va charato charanti ye paling tatma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sa ya mu ni sa ma hi to na te tham me na sa ma ti kin chi đăng vi tham me ra ta năng ba ni ta năng e te na sa ke na su wa ti ho tu yang bu ta se tho ba ri wan na di su chin sa ma ti ma nam ta ni ka nya ma hu sa ma ti na te na sa mo na we cha ti đăng vi tham me ra ta năng ba ni tăng e thì hô tu ye ariya sakya ni vi pha hòa dân thì gấm phi ra ban ye na tu đề si ta ni kinh cha bi tê hon thì phù sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma di dân thì đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa ye na tu wa thì hô ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn thì sa ca ya đi thì vi chi ki tăng cha se ti la tăng qua bi ya da ti kinh chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa mu ca tung thì đăng bi sang kê ra ta năng ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam măng ca ro ti ba ba căng ca dê na wa cha chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba ta sa vô ta y đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hô tu wa na pa gum be ya ta pu si tang ge gim ha na ma se pa tam ma min gim he ta tu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i dang ni pu te ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti hô tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anu ta ro tham ma wa răng a di sa di đăng bi bu thế ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chê ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi ru nha chan da ni pan ta thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni văn ta li khe ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng tham băng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma
tập nơi đây, mong khơi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng được, với Như Lai tiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, phàm bân tử tôi thường, ly dục diệt phiền não, phần Thích Ca Mâu Ni. Chim pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy, do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với châm ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm, là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú, đức hằng ngợi khen, không gì so sánh được, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, tam vị bốn đôi, là những bậc ứng cung đệ tử đấng tiền thệ, được y giả tam tang cung dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, bằng tu hành tiểu dục, quy y trí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành, lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bân tử, lạc chú quả tịnh tình. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, như cột trụ đa khéo chôn chẳng xuống đất, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, bần thanh tu đà quần, chứng kỳ ly tánh đê, được đứng Gô Ta Ma, theo thiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, bần thanh tu đà quần, dù thổ tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp, đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo,
nơi tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy, 16 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564. Chúng ta lại có thêm một ngày tu học trong chương trình đặc biệt của mùa dịch bệnh Corona. Thưa quý vị, hôm nay thì tin tức có lẫn lộn những tin tốt cũng như trên xấu. Thứ nhất là về mặt tin tốt mà chúng ta được nghe, thì hôm nay đang có dấu hiệu một số các tiểu bang đã lây lan, đang trên mức độ đi xuống. Đó là dấu hiệu rất là đáng mừng. Và chúng ta cũng được biết rằng có một số thuốc chủng ngừa đang được chính phủ Mỹ nghĩ rằng có cái triển vọng để ngăn chặn và có thể có được vào cuối năm nay. Thế vì ở một mặt khác thì con số tử vong cũng như lây nhiễm nói chung ở các quốc gia thì cũng ở mức độ bình quân, nghĩa là không tăng hơn mà không xuống, ngoại trừ một số các quốc gia như là Nga thì con số mỗi ngày mỗi tăng vọt. Điều này cũng một lần nữa gợi nhắc chúng ta thấy một sự việc là đương đầu với đại dịch Corona không phải chỉ là một giai đoạn hay là một biến cố, một sự kiện, mà chúng ta phải nhìn về đường dài. Rõ ràng là ở trong vòng 3 tuần lễ vừa qua, với cái sự cách ly tương đối là tốt và đặc biệt là có phong trào đeo khẩu trang, thì người ta đã có thấy những cái kết quả tương đối tốt ở trong cái con số người lây nhiễm bị giảm thiểu xuống. Nhưng mà rồi các chuyên gia cũng lo ngại rằng sự mở cửa các bờ biển, kể cả New York, New Jersey và California, nó lại khiến cho đại dịch. Và người ta vẫn chưa biết được là những cố gắng gần đây trong việc mở cửa để tái kích động lại, tái kích hoạt lại nền kinh tế có đủ khả năng để ngăn chặn một cái, hay là những cái mức độ lây nhiễm ở cái bình quân nào đó thay vì tăng trưởng. Tất cả đều là những câu hỏi. Thì thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đặc biệt bước qua một phần khác của một cái sưu tập ở trong quyển Chẳng Có Ai Cả của Ngài Sanh Cha,
Ở trong phần này Ngài nói về trí tuệ và sự hiểu biết. Chúng ta sống trong một thời đại mà kiến thức của con người được thượng tôn. Và khi nói tới kiến thức thì có thể nói rằng không biết có bao nhiêu là những nỗ lực của con người để gia tăng sự hiểu biết. Nhưng mà không hẳn có kiến văn có nghĩa là chúng ta có đủ sự sáng suốt. Một người có thể có cái kiến văn rất là rộng lớn nhưng mà thật sự rất là vụng về, rất là thiếu mẫn tiệp ở trong cách phán đoán cũng như là cách suy luận. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta sẽ được nghe Ngài Chân Cha có những câu nói liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà trước nhất thì chúng ta hãy trang nghiêm tam nghiệp để lễ tam bảo. Xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, có lẽ là không có thời kỳ nào mà chúng ta sống ở trong lịch sử nhân loại mà cái phương tiện để đọc, để tìm hiểu mà nó nhanh chóng và nó sẵn sàng như thời đại ngày hôm nay. Chỉ cần chúng ta sử dụng điện thoại cầm tay và có Internet thì chúng ta có thể tra cứu rất là nhiều, từ những tin tức về thời sự cho đến những tài liệu Phật học và tâm môn ngàn thứ khác. Cái đó nhiều năm ở tại Mỹ, người ta cho ra đời một quyển bách khoa online. Và trong quyển bách khoa online này, người ta gọi là Wikipedia, đã tạo nên một cái hướng mới. Đó là một bộ bách khoa từ điển lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, được cùng lúc biên soạn bởi nhiều thứ tiếng và với sự đóng góp của rất nhiều người. Đó là bộ bách khoa mở, người ta có thể viết và người ta cũng có thể đặt để vào trong đó nhiều tài liệu. Và dĩ nhiên là những tài liệu nào gây tranh cãi thì sẽ được xếp vào tranh cãi. Những tài liệu nào có thể chấp nhận được, bởi đa số thì người ta để yên như vậy. Nhưng một bộ bách khoa Wikipedia quả thực đã cung ứng một cái nguồn tư liệu vĩ đại. Thưa vì chúng tôi nhớ nhiều năm về trước,
khi mà chúng tôi đi hành hương hay đi đến một nơi nào đó thì chúng tôi tốn không nhỏ, chúng tôi tốn không ít tiền để mua những tài liệu để đọc về nơi đó. Bởi vì mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ và rất là đòi hỏi nhiều chi tiết. Ví dụ như chúng tôi đến Nalanda, một cái địa danh là nơi sanh quán của tôn giả Sariputta, tôn giả Xá Lợi Phất. Thì nếu gọi là tài liệu thời bấy giờ thì chúng tôi chỉ biết là có một số tài liệu liên quan đến lịch sử. Nhưng mà ngày nay khi mà muốn tìm về Nalanda, thưa quý vị, chỉ trong thời gian tích tắc, chúng ta có những tài liệu của ngày xưa, của hôm nay. Nalanda liên quan đến văn hóa, giáo dục, lịch sử và có trăm thứ. Vấn đề là chúng ta có thời giờ để đọc mà, để đọc hay không mà thôi. Thì như vậy rõ ràng ở đây có một điều rất là đáng nói, là chúng ta sống trong một thời đại mà không biết có bao nhiêu những cái tiện dụng trong việc sưu tập kiến thức. Nhưng mà rồi câu hỏi đặt ra rằng với cái kho tàng kiến thức khổng lồ đó, có làm cho chúng ta khôn ngoan hơn trong cuộc sống, có làm chúng ta sáng suốt hơn ở trong quyết định, có làm cho chúng ta minh mẫn hơn ở trong mọi cái quyết định mà chúng ta có trong đời sống này không? Nó vẫn còn là một câu hỏi lớn. Ngài Achancha với tư cách là một vị thiền sư, một vị thầy, thì Ngài có một sự quan sát rất là đặc biệt đối với sự phát triển của các học trò hay sự mở mang tri thức. Ai vào trong thiền viện thì cũng muốn học hiểu, nhưng mà đối với Ngài, thu thập những kiến thức là một lẽ, nhưng mà có khả năng sáng suốt để nhận biết là một lẽ khác. Mời quý Phật tử lắng nghe sau phần sau đây nói về hiểu biết, trí tuệ và hiểu biết, và qua đó đó cũng một số gợi ý rất là quan trọng cho đời sống thực tế hàng ngày cũng như là sự sinh hoạt của chúng ta trong việc tu, việc học và đặc biệt nâng cao cái nhìn của chúng ta về một góc cạnh rất là quan trọng, trí tuệ nội tại. Bây giờ thì chúng tôi mời cô Lan Nhân Nguyệt Khoan Hỷ đọc cho những câu nói của Ngài Trần Cha hôm nay về hiểu biết và trí tuệ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Giá Sa Thứ Hành Thầy. Chúng con chính tri ân Thượng Giác Đẳng đã dẫn nhập chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc phần pháp thoại do Ngài Ajahn Chah viết. Trích từ Chẳng Có Ai Cả. Từ Khu Khánh Hỷ chuyển dịch. Hiểu biết và trí tuệ. Một, không ai và chẳng có gì có thể giải thoát cho bạn. Chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn mà thôi. Hai, tên khùng và vị A-la-hán đều biết mỉm cười. Nhưng vị A-la-hán biết tại sao mình mỉm cười, còn tên khùng thì không. Ba, người trí quan sát người khác, nhưng quan sát với trí tuệ chứ không phải với si mê. Quan sát với trí tuệ có thể học hỏi nhiều, nhưng quan sát với si mê thì chỉ tìm thấy lỗi của người khác mà thôi. Bốn, điều phiền toái thực sự là biết mà không làm. Không biết nên không làm là chuyện thường, nhưng biết mà không chịu làm thì đó là một vấn đề. Năm, nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết khả năng diễn đạt có giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận, không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn. Cũng như nghe tên một người khác với gặp người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thực sự. 6. Nếu nhìn sự vật với trí tuệ nội quán thì sẽ không bị dính mắc vào chúng. Tốt hay xấu đến, vui buồn đến, hãy nhìn chúng rồi để chúng ra đi thì bạn sẽ không dính mắc. Dầu tham lam hay sân hận có đến đi nữa, bạn cũng dùng trí tuệ để nhìn thấy bản chất vô thường của chúng và để chúng tự ra đi.
Nếu phản ứng lại chúng, yêu hay ghét chúng, thì rắc rối sẽ xảy ra. Phản ứng không những chứng tỏ bạn là người không có trí tuệ, mà còn làm cho đau khổ gia tăng. 7. Hiểu biết chân lý thì sẽ không còn suy nghĩ và trở thành người có trí tuệ. Không hiểu biết thì suy nghĩ sẽ nhiều hơn trí tuệ hoặc chẳng có chút trí tuệ nào. Suy nghĩ nhiều mà không có trí tuệ sẽ đau khổ tận cùng. 8. Thiên hạ ngày nay chẳng tìm hiểu chân lý. Họ học hỏi chỉ để có sự hiểu biết cần thiết hầu nuôi thân, cấp dưỡng gia đình và chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Đối với họ thì sự thông minh, linh lợi có giá trị hơn trí tuệ. Kết thúc chủ đề hiểu biết và trí tuệ, chúng con cung thỉnh từng đòi giác đẳng từ bi trở lại. Một bức thầy dạ. Cảm ơn cô Lan Kiều Quyền. Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, Ngài Ajahn Chah là một ở trong số rất ít các vị thiền sư mà Ngài có một cách thuyết pháp rất là đặc biệt. Đôi khi Ngài nói những lời nói rất là cô độc, và lắm lúc thì Ngài giảng những bài pháp dài 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trong cách thuyết giảng cũng như là lời dạy của Ngài đều có một cái mục đích rất là rõ ràng, là làm sao mang lại lợi lạc cho người nghe. Thứ vị thấy Thượng Tọa Từ Siêu đã vào rung, và được biết là Thượng Tọa cách đây 17 tiếng đồng hồ thì không có được khỏe lắm, và nếu hôm nay Thượng Tọa có thì giờ và sức khỏe tương đối tốt thì kính cung thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ giảng giải cho pháp thoại ngày hôm nay. Chúng ta nói về hiểu biết và trí tuệ, và Thượng Tọa muốn nói bao lâu cũng được. Nếu mà còn nếu Thượng Tọa khỏe thì nói lâu 45 phút, còn nếu Thượng Tọa mệt có thể nói 20 phút hay 30 phút tùy ý Thượng Tọa. Nhưng mà rất quan hỷ là Thượng Tọa đã vào rung. Xin thay mặt đại chính chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu giảng dạy cho bài học ngày hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào quý vị tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay buổi sáng chúng tôi cố gắng vào rung để chia sẻ như thường nhật. Sức khỏe sau một đêm nghỉ ngơi thì cũng tương đối tốt. Hôm nay chúng ta học về đề tài hiểu biết và trí tuệ. Được viết vô ngày ở trên trang. Kính thưa quý vị, ra trong cái cách nói và cái cách dịch thì hiểu biết và trí tuệ nghe dường như hiểu biết là khác và trí tuệ là khác. Thực ra thì cái nội dung bài viết của Ngài
Nếu mà chúng ta để là suy nghĩ và trí tuệ hay suy nghĩ và hiểu biết thì hai cái này nó sẽ khác nhau. Chứ còn hiểu biết và trí tuệ thì hai cái trường hợp này nó cũng giống nhau. Chỉ có một cái là hiểu biết sâu hay là hiểu biết cạn vậy thôi. Cái chữ hiểu biết đó, nó là ý nghĩa của cái từ trí tuệ Panya. Ngoài cái chữ Panya, Jnana ra thì trong 52 tâm sở không có tâm sở nào có nghĩa là hiểu biết cả. Cho nên hiểu biết là trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là hiểu biết. Chỉ có điều là ở đây chúng ta đang bàn đến cái vấn đề là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần có trí tuệ hiểu biết sự việc hơn là chúng ta suy nghĩ nhiều về cái sự việc. Vấn đề này được Ngài trình bày từng câu nói. Có lẽ là khi nãy quý vị có được nghe ở đây, trước khi trình bày về vấn đề này thì chúng tôi chỉ muốn lặp lại từng phần. Trong cái câu thứ nhất mà Ngài nói, không ai và chẳng có gì có thể giải thoát cho bạn, chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn mà thôi. Thì qua cái câu đó chúng ta thấy cái chữ hiểu biết, chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn. Thì ở đây là có là ám chỉ cho trí tuệ. Có một lần thanh niên Thô Ta Cá đi đến viếng thăm Đức Phật và bạch với Ngài rằng cuộc sống có nhiều cái sự khổ đau, xin Đức Thế Tôn hãy giải thoát cho con khỏi sự khổ đau đó. Thì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng pháp là con đường đưa đến sự thoát khổ. Ta đã thuyết, đã trình bày. Một vị thánh đệ tử, một vị đệ tử là hãy thực hành theo con đường đó thì tự mình sẽ thoát khỏi sự khổ đau. Ở đây có ý nghĩa là Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp chúng ta phải nghe và thực hành theo pháp đó thì chúng ta mới thoát khỏi cái sự khổ đau trong cuộc sống. Cho chúng ta cầu nguyện van xin Đức Phật cứu rỗi cho chúng ta, giúp cho chúng ta thì không được. Cũng như Đức Thế Tôn đã nói trong Kinh Pháp Cú rằng Tathagata Akhataro Tumhehi Kichang Atapang, Như Lai là bị thuyết dạy, còn sự nỗ lực do chính các ngươi.
chúng ta phải tự mình thắp đuốc mà đi. Nhờ vào sự nỗ lực của chính bản thân, tức là chúng ta phải phát huy trí tuệ, bởi vì chỉ có trí tuệ mới thấu rõ được cái bản chất thật của pháp vô vi là vô thường, khổ, vô ngã. Và từ đó mới nhận ra được bốn cái sự thật, bốn chân lý. Chân lý về sự khổ, chân lý về nhân sanh khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường đưa đến sự diệt khổ. Khi mà tự mình hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta mới chấm dứt, mới có thể thoát khỏi sự khổ đau. Diêu xỉu và thí sáng đến gần tôn giả Asci và bạch hỏi ngài về giáo lý mà ngài đã hành trì và vị đạo sư của ngài đã dạy những gì. Thì ngã sĩ trí ngài nói rằng: ta xuất gia không bao lâu, cho nên không hiểu biết hết cái giáo lý của bậc đạo sư, chỉ có thể nói cái tóm tắt. Thì ngài cho một cái bài kệ tóm tắt: các pháp nào sinh ra cũng đều có nguyên nhân. Nhân ấy Đức Như Lai đã chỉ rõ, và chỉ rõ cái sự đoạn diệt. Nhân ấy, của pháp ấy, đó là lời dạy của bậc Đại Sa Môn. Di Tham Ma Bất Pha Hoa Tê Sanh Hê Tung Thạch Tha Gà Tô Á Tê Sanh Chắc Đi Rô Thô Chắc Ê Quang Qua Đi Ma Ha Sa Ma Nô. Nghe xong vị đó, Du Sĩ Bà Thứ Sát tự mình đã hiểu được xuyên qua bốn khía cạnh là khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Giáo lý này chỉ tóm tắt bài kệ đó trong tứ đế thôi. Hiểu biết được như vậy, pháp nhãn ly trần vô khấu sanh khởi cho vô sự và tí sáng. Và khi Du Sĩ Bà Thí Sáng đảnh lễ vị giáo thọ của mình, rồi từ giả ra về đến một người bạn thân là Cô Ly Tát, và cũng thuật lại cái bài kệ ý nghĩa đó. Và gia chủ Cô Ly Tát, bạn thân của Du Sĩ Bà Thí Sáng, nghe xong bài kệ cũng đã hiểu được bài kệ qua bốn chân lý và chứng quả tu được quận. Hai người này đã cùng nhau đi đến Đức Phật và xin xuất gia. Sau đó đã chứng đắc quả A-la-hán và Upatissá chính là ngài Sariputta và Cô Ly Tát là ngài Moggallana Moggalli, hai vị thượng thủ kinh văn. Cho nên ở đây, trong cái câu nói đầu tiên của ngài Ajahn Chah, chúng ta phải hiểu chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn thôi, thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Còn câu thứ hai thì cũng không có gì để chúng ta bàn đến.
đây khi Ngài nói đến một tên khùng vận, vị A-la-hán thì biết mỉm cười. Nhưng vị A-la-hán biết tại sao mình cười, còn tên khùng thì không. Cái tên khùng ở đây đó, chúng ta có thể nói như là một kẻ phàm phu, nói rộng hơn. Chứ còn nếu mà nói đến một tên khùng thì nghe nó dễ hiểu đó, nhưng mà làm sao có thể đem so sánh với một tên khùng đi với một bậc đã giải thoát. Ngay cả như một người tỉnh táo như chúng ta, một kẻ phàm phu, chúng ta còn không thể so sánh được với cái thái độ của một vị A-la-hán. Làm sao mà tên khùng đem so sánh được? Chỉ nói như vậy để cho chúng ta dễ cảm nhận thôi. Thì ở đây có nghĩa là một vị A-la-hán đã hoàn toàn giải thoát, thì Ngài biết rõ về các pháp, về nhân sanh ra các pháp. Còn như kẻ phàm phu của chúng ta thì chúng ta không biết gì, bởi do vô minh nó chi phối. Cho nên trong vấn đề đó thì chúng ta cũng nên hiểu rằng tất nhiên là một vị A-la-hán thì được là Ngài phải biết rõ các pháp rồi, bởi Ngài đã giải thoát. Cái chuyện đó chúng ta không cần bàn đến. Và chúng ta chỉ bàn đến là ở trong cuộc sống giữa con người phàm với con người phàm nhân với nhau đó, trong khi một người đang tầm cầu cái sự giải thoát, và một người đi xuôi dòng với thế gian pháp, đắm chìm vào trong thế gian pháp, thì giữa hai người thì một người mà muốn thoát khỏi sự khổ đau thì người đã cần phải có cái sự hiểu biết chính xác. Còn một người mà họ xuôi dòng thế gian thì người đó họ không có nhận thức được những gì mình đang nói, đang làm, đang suy nghĩ, cho nên họ mãi đắm chìm chỉ vậy thôi. Cái vấn đề thứ ba mà Ngài nói, người trí quan sát người khác nhưng với trí tuệ chứ không phải với si mê. Quan sát với trí tuệ thì có thể học hỏi nhiều, nhưng quan sát với si mê thì tìm thấy lỗi người khác mà thôi. Ý nghĩa này nó cũng tương tự như trong câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật Ngài cũng giảng giải cho biết. Là nếu gặp người trí chỉ lỗi thì hãy quan hỷ như là được người chỉ một cái kho tàng, nên thân cận với người trí tốt hơn chứ không phải là xấu. Mặc dù Đức Phật Ngài dạy rằng đừng nhìn lỗi người khác có làm hay không làm, hãy nhìn lại chính mình đã làm hay chưa làm, nhưng mà người trí không phải là không biết nhìn người khác. Ngài cũng có nhìn, nếu Ngài ở trong cái vai trò của một vị thầy
huấn luyện đệ tử thì phải nhìn vị đệ tử đó xem cô đã làm hay là chưa làm, đã làm cái điều tốt hay chưa làm cái điều tốt. Thì cái khác nhau ở chỗ như thế này, trong cái đoạn này chúng ta phải hiểu. Giữa hai cái thái độ nhìn người khác và chỉ trích đó, thì bậc trí nhìn người khác là họ nhìn bằng cái trí tuệ ở hai phương diện, tức là bậc trí khi suy nghĩ về người khác là anh nhìn thấy cái ưu điểm của người khác, chứ không cần tìm cái khuyết điểm, cái lỗi của người khác. Vấn đề thứ hai là bậc trí khi mà nhìn người khác, thấy cái lỗi của người khác rồi quở trách, là ngài quở trách để xây dựng, chứ không phải như kẻ phàm phu chúng ta nhìn thấy cái lỗi người khác để chỉ trích và để tấn công, để thoá mạ. Ở trong cái câu thứ ba mà ngài ở trên trang ngài trình bày, chúng ta phải hiểu như vậy. Và cũng nói thêm rằng là khi mà chúng ta quan sát mọi sự việc với trí tuệ thì chúng ta có thể học hỏi được nhiều. Nhưng mà chúng ta quan sát người khác với cái sự si mê thì chúng ta không học hỏi được gì cả, mà chúng ta chỉ tìm thấy cái lỗi và chỉ trích người khác thôi. Câu nói rằng đi một ngày đàn học như sàng khôn, hai người cùng đi một ngày, nhưng mà có người trí khi họ đi ra, họ biết dùng cái trí tuệ để quán xét và họ thu thập được nhiều cái điều tốt đẹp, cái điều lợi ích. Còn với cái người thiểu trí, khi mà họ đi một ngày đàn như vậy đó, họ về họ chỉ biết chỉ trích người khác, vì họ chỉ nhìn thấy cái lỗi người khác thôi, họ không học hỏi được cái gì, chứ không phải luôn luôn đi ngày đàn học cái sản phôn được. Cái vấn đề thứ tư chúng ta hãy bàn luận cái vấn đề này. Khi ngài nói điều phiền toái thật sự là biết mà không làm, không biết nên làm nên không làm là cái chuyện bình thường, nhưng mà biết mà không chịu làm thì đó là vấn đề. Thì ở đây ngài nói ở trong cái khía cạnh là chúng ta biết Phật pháp, khi mà chúng ta hiểu biết mà chúng ta không thực hành đó. Thì cái đó là một vấn đề. Không biết về Phật pháp nên không thực hành, đó là cái chuyện thường thôi.
Nhưng mà khi nói chung chung là điều phiền toái thật sự là biết mà không làm, nó cũng chưa hẳn đâu thưa quý vị. Nếu mà phân tích kỹ, người trí ở trong đời có những cái gọi là ayakosala, apayakosala, tức là thiện xảo tiến hóa và thiện xảo thối hóa. Bậc trí đều biết rõ cả hai phương diện. Người trí khi mà nhìn thấy người đó sát sanh, trộm cắp hay gì là gian xảo, bậc trí biết chứ. Nhưng mà biết cái đó là bậc trí là người này đang làm cái điều tồi tệ, thì bậc trí biết như vậy, bậc trí sẽ tránh không làm. Cái này không phải là phiền toái, mà cái này là tốt đẹp. Chỉ có trường hợp là khi mà chúng ta biết thấy người khác làm điều thiện, chúng ta biết đó là thiện, nhưng mà chúng ta không chịu làm theo người đó, không chịu làm như người đó, thì như vậy chúng ta biết đó là tốt mà chúng ta không chịu làm, thì cái này nó mới có vấn đề. Chứ còn chúng ta biết là điều xấu, chúng ta không làm cái đó là tốt chứ, chứ đâu có phiền toái cái gì. Có lẽ là khi mà chúng tôi muốn trình bày một cái số vấn đề, chúng tôi hay phân tích chia sẻ nó ra để nói nó trở thành một cái giống như cái thói quen, cái thường cận y duyên, có thể làm cho quý vị có cảm giác rằng là chúng tôi không có hoàn toàn đồng quan điểm với cái cách nói của các bậc tiền bối, không phải như vậy. Nhưng mà ở đây khi muốn chia sẻ với quý vị Phật tử chúng ta hiện tại đó, thì chúng tôi phải phân tích để chi, để khi mà quý vị đọc qua một quyển sách, chúng ta phải thận trọng để hiểu biết, chứ không phải chúng ta nghe nói như vậy có lý quá, nghe nói lập luận có vẻ chặt chẽ, cái chúng ta khen hay quá, lời nói hay quá, nhưng mà chúng ta không biết là cái lời nói đó, nếu mà chúng ta hiểu theo mọi khía cạnh thì vẫn có cái kẽ hở. Cái kẽ hở đó đó là chúng ta không thể cho là hay được. Chúng ta phải nhận thức. Rồi trình bày một khía cạnh khác nữa thưa quý vị. Thì cái vấn đề thứ năm đó là chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Là vấn đề chúng ta nghiên cứu sách vở. Dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng mà không có diễn đạt hết cái chân lý. Bởi vì kinh điển chỉ là ngôn từ và chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết thì diễn đạt có giới hạn. Thì ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải suy nghĩ. Trong một câu kinh viết ở trong quyển kinh hay quyển sách, với bao nhiêu cái ngôn từ đó và cái viết đó, chỉ là cái sườn để gợi ý cho chúng ta thôi. Chúng ta phải suy tư, chúng ta hiểu.
hiểu biết hơn. Bác sư tôi xưa, thì tôi có khi cầm biết rồi, trong rung không còn nghe được nữa. Dạ. Thân. Quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Tự hiểu cái này xin hỏi quý vị ở đây thưa quý vị và cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi chỉ nói cái tóm tắt như thế này. Ở trong cuộc sống của chúng ta, có những vấn đề như là chúng ta học hỏi, chúng ta nghe nói, hay là chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấy, vân vân. Nhưng mà nó phải đi kèm với cái sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây tức là trí tuệ. Khi mà chúng ta học hỏi bằng trí tuệ, chúng ta quan sát bằng trí tuệ, thì như vậy chúng ta mới đạt được cái kết quả đem đến cái sự tốt đẹp. Còn tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái hình thức ở bên ngoài thì cái đó nó chỉ là trợ duyên thôi.
Cho nên người Phật tử chúng ta biết, thí dụ là một người Phật tử đi đến chùa, chúng ta phải kính Phật, trọng tâm. Chúng ta biết quy y Phật, quy pháp, quy tâm. Chúng ta biết, chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tâm, nhưng mà chúng ta phải hiểu biết rõ tại sao mình phải quy y. Đức Phật, chúng ta phải hiểu biết Đức Phật là ai, và chúng ta phải quy y như thế nào, quy Phật như thế nào mới là đúng cái ý nghĩa quy y của một người đệ tử. Cũng vậy, chúng ta quy pháp, chúng ta tuyên bố rằng con xin quy pháp, mà chúng ta hoàn toàn không hiểu biết về giáo pháp, không hiểu biết gì về hiệu năng của lời dạy của Đức Phật, và không có chịu thực hành theo, thì như vậy cái sự quy y đó chỉ bằng hình thức. Thì chúng ta phải hiểu biết quy tâm của vị. Hoặc như khi mà chúng ta bố thí giữ giới, chúng ta phải biết rõ tại sao mình phải bố thí. Bố thí để dứt bỏ cái lòng bổn sẻn, để phá vỡ, để gột rửa cái sự keo bẩn. Chúng ta bố thí như vậy mới là đúng cái nghĩa bố thí. Cũng như khi chúng ta giữ giới, chúng ta phải biết rõ vì nếu mà sống không có cái quy tắc rồi bỏ cái thói xấu, thì như vậy chúng ta chỉ giữ giới theo hình thức thôi. Còn ở đây khi mà chúng ta biết rõ là vì còn là phàm phu bị phiền não chi phối, tham sân si ngã mạn tà kiến, cho nên mới có những cái thân hành quấy, khẩu hành quấy, thì mình giữ giới tức là để mình chế ngự được cái phiền não, và chúng ta từ khước những cái hành động, những cái lời nổi quấy, thì cái đó là chúng ta giữ giới mới tốt được. Vâng vâng. Nói chung tức là trong cái công việc của chúng ta, công việc tôi gọi là tu tập đó, là chúng ta không phải làm cái hình thức, mà chúng ta phải có cái sự hiểu biết bằng cái trí tuệ. Khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta tu tập cái pháp môn, chúng ta biết rõ như vậy đó, thì chúng ta sẽ thành tựu được cái lợi. Về vấn đề này, các ngài dạy chúng ta rất nhiều, như là ngài Bố Thật Phật Giáo Tổng Thanh Tịnh Đạo. Khi mà chúng ta muốn học hiểu một cái chi pháp đó, chúng ta phải biết rõ
là khả năng, tức là phải biết rõ cái đặc tính của cái pháp đó. Rồi chúng ta phải biết rõ cái nhiệm vụ của cái pháp đó là ra sao. Rồi chúng ta phải biết rõ cái sự thành tựu hay là biểu hiện của cái pháp đó như thế nào, gọi là Pachupatthana. Và chúng ta phải biết rõ về cái nguyên nhân hay là nhân cần, nhân cần để làm cho phát sinh cái pháp đó. Và đã thành, khi mà chúng ta muốn biết được một pháp mà chúng ta biết bốn khía cạnh đó, thì chúng ta sẽ có nhiều lợi lạc. Chúng ta mới thông hiểu được, chúng ta mới có thể đạt đến cái sự biến tri pháp đó. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta, cái trí tuệ nó rất quan trọng. Dạ xoa là có cá hỏi Đức Phật: Cách thăng chi huynh chi vô tắc mâu sinh thăng, đời sống thế nào gọi là đời sống cao quý? Thì Ngài thì Đức Phật đã trả lời cho Dạ Xoa, Dạ Xoa A La Quốc Cá rằng là Panya Chi Vinh Chi Vật Tắc Mau Sê Thăng, đời sống trí tuệ là đời sống cao quý. Trí tuệ đấy tức là cái sự hiểu biết về mọi khía cạnh của các pháp. Nhờ cái sự hiểu biết này, chúng ta mới suy nghĩ đúng và thực hành đúng. Cho nên trong cái đoạn viết của Ngài Achancha là nói về cái trí tuệ hiểu biết, thì Ngài đã trình bày lập luận với 8 cái vấn đề. Và chúng tôi chỉ nói tóm tắt cho quý vị nghe như vậy. Chúng tôi cũng cố gắng chạy theo cái chất lượng của cái đường nét, nói làm sao một lúc nào mà quý vị nghe được và nghe hết trước khi cái đường nét nó chặn đứng, không không chúng ta sẽ không có bị gián đoạn. Thì bây giờ 45 phút chúng tôi trình bày giải thích cho quý vị nghe về cái đề tài ngày hôm nay đến đây cũng vừa đủ. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính chúc chư tôn đức được mọi sự an lành, và kính chúc quý Phật tử chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin kính thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại điều học. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú sa kêu ngài, thưa tập thể sư, mùi chi tôi tích và chú Phật tử nhớ. Có lẽ là nhiều kỳ thì sẽ được chứng minh là Đức Thủy Tri, Đức Thủy Tri Nguyên Thông và cô Thủy Duyên.
quan hỷ nghe rồi hả? Xin chờ chút xíu chứ. Dạ không biết quý vị có nghe được không vậy? Xin hỏi quý vị. Dạ vâng. Chúng ta xin kính thỉnh Đại Đức Từ Tri và Sư Nguyên thông tục cho hai lần kinh Ratanasutta bằng Phạn ngữ, và sau đó thỉnh Sư Cô Thầy Duyên Quảng Hỷ đọc cho bằng tiếng Việt. Tôi sẽ trở lại với ý nghĩa của bài kinh và một vài thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Xin kính thỉnh Đại Đức Từ Tri. Danh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ tụng bài kinh Ratanasutta hai lần bằng tiếng Pali. Con cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh đăng. Panitha na to patha yata tha gata sa dasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha pariyuccha geti so chariya pakima pavega pavakang tin cha tin afini kamanang patta na chariyang Bồ đề pa lan kê ma ra vi cha yang sa ban nhu tan nha na pa ti ve thang na va lo ku ta ra tham me ti sa be pi me bu da gu ne a va chi tua ve sa li ya ti su pa ka rang ta re su ti ya ma ra tin pa ri tang ka ron to a yas ma a nang da te ro vi ya ka run nha chi tang du pa ta pe tua Cô thị sa ta sa ha se su cha ka va le su de va ta ya sa nang pa ti gang han ti yang cha ve sa li yang pu ro ga ma nu sa du pi sam pu tang ti vi tang pa yang khi pa mang ta ra tha pe si pa ri tang tang pha na ma he ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phu ma ni va ya ni va an ta li khe Sabbe bhavata sumana bhavang tu atho pisakat chasunang tu phasitang tasma hi phuta nisame tasabbe metang karo thama nusiya pachaya diva charato charang tiye balin tasma hinai rakkata appamata yamkin tivitang ithava hurang vasakye suvayang ratanang panitang nanoksamang etatathagate na idam bibhute ratanang panitang ete na sankye na suvathiho tukhayang viragang amatang panitang yada chagasak yamuni samahito nate na thamme Na samati kinh chi idam bi tham me ratanang pani tang e te na sak che na suva thi ho tu yang bu da se to parivan na ji su chin samati manan tarikan nyama usamam dinate na samu na vi chati idam bi tham me ratanang pani tang e te na sak che na suva thi ho tu ye pu gala atasatang pasata chakta ri e tan Ni yuga ni hon ti te da ki ne ya sugata sasavaka e te sudinam ni mahapala ni idam bisangke ratanang
pa ni e te na sắc che na su wa thi ho tu ye su pa yu ta ma na sa da ne na ni ka mi no go tu ma sa sa nam hi te pa ti pa ta a ma tang vi ge ha la da mu da ni bu tiên phum cha ma na i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tang ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu gia thiên đa khi lô pa ta vin si tô si gia cha thu phi ba tê phi a sam ba ca pi yô ta thu pa măng su bu phi sang va đa mi yô a ri cha sắc cha na a ve cha pa sa ti i đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu dê a ri cha sắc cha di vi pha và giang thị gặm phi ra pan nhê na su đê chi ta ni kinh cha bi tê hô tu phu sắp ba mát ta na tê pha văn a tha ma ma di giang thị i đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu sa ha ba sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su thẩm ma cha hi ta pha văn chi sắc ca ya điệt thì biết chi kiến chuyện cha si la pa tăng ba bị gia đa thì kiến chi cha tu hà pa dê thì cha viết bà mu tô cha cha phi tha nam ni áp phá bô ca tâm y đàm bị sẵn khê ra tha năng pa ni tăng ê tê na sẵn chê na su ba thế hô từ kiến cha bị sổ cầm măng ca rô thì pa pa cầm ca dê na va cha dù đá chê cha xả va a pha bồ sô ta sa pa ti cha đa ya a pha ba ta di ta pa đa sa vu ta i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na ba gum bê giả tha phu si ta ghê ghim ha na ma se pa ta ma smin ghin hay ta thu pa măng tham ma va răng a đê sa dê niệp ba na ga min pa răng hi ta dê i đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu tha rô tham ma va ra đô va ra ha rô a nu tha rô tham ma va răng a đê sa di y đàm bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô từ khi năng của ra năng na văn na thì xâm phá văn vì ra ta chỉ ta và trí kê phá vã miên tệ khi na bị cha ai bí rôn thì chẳng đa ni băng thiền thị ra giá tha văn phá đi bô y đàm bị sẵn kê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô từ gia ni đa phụ ta ni sắm ma gà ta ni phụng ma ni va ya ni va anh ta lý khê ta tha ga tâm đê và manu sa bu chi tăng bu đa hăng nam ma sa ma su va thi hô tu ya ni ta phụ ta ni sa ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va anh ta lý khê ta tha ga tâm đê và manu sa bu chi tăng đa hăng mang nam ma sa ma su va thi hô tu ya ni ta phụ ta ni sa ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va anh ta lý khê ta tha ga tăng đê và manu sa bu chi tăng sang ga hăng nam ma sa ma su va thi hô tu pa ni tha na to pa tha ya ta tha ga ta sa da sa pa ra mi yo da sa u pa pa ra mi yo da sa pa ra ma tha pa ra mi yo pang cha ma ha pa ri chi ge chi so cha ri ya pa ki ma pa ve ga pa va kang tin cha tin a phi ni kha ma năng phát ta na cha ri yang bồ đề pa lan kê ma ra vi chang yang sa ban nhu tan nha na ba ti ve thăng na ba lo cu ta ra tham mê ti sa bê bi mê bước đa gu nê a va chi toa ve sa li ya ti su pa ka răng ta re su ti ya ma ra tin pa ri tăng ka ron to a yas ma a năng đề thê rô vi ya ka ru nha chi tăng upa ta pe toa ko ti sa ta sa ha se cho cha ka va le su de va ta ya sa nang pa ti gan han ti yang cha ve sa li yang pu re ro ga manu sa do phi sam phu tang ti vi thang pha yang khi pa mang ta ra tha pe si pa ri tang tang pha na ma he ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phu ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pha văn tu a tho bi sa ka cha su năng chư pha chi tăng ta ma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ca ro tha ma nu si ya pa cha ya ni va cha ra to cha ha răng chi ye ba linh ta ma
Ine răng tha tha áp bà mạ ta dân kiên chỉ biết tăng y tha vá hù răng vá sát dê su vá dâm rá tha năng bá ni tăng nà nô sá măng á thị tha tha gà tê nà y đâm bí bùa thê. Rá tha năng bá ni tăng ế tê nà sát chê nà su vá thi hô thủ khá dân vi rá gân á má tăng bá ni tăng giá đa chà gà sát dà mu ni sá ma hi tô nà tê nà sám mê nà sá ma thị kiên chỉ y đâm bí thâm mê. Ra ta năng ba ni tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tu giang bùa đà sê tô pa ri va na di su chiên sa ma di ma nan ta ri căm nhà ma u sa ma di na tê na sa mô. Na vi cha ti y đàm bị thẩm mê ra ta năng ba ni tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tu dê bù gà la a ta sa tăng pa sát ta chát ta ri ế ta ni va ni hôn chi tê đắc khi nảy ya. Sugata sa sa vaka e te su di na na me hap pa la ni idam bi sang ke ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu ye su ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go tu ma sa sa nam ni te pa ti pa ta amatang vi ge ha la da mu da ni bu tiên phung cha ma na. Y đàm bị sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa kỳ lô pa thê vinh si tô si gia cha thu pi va tê phi a sâm và cầm pi yô ta thu pa măng sụp bụng ri sân và đa mi yô a ri cha sắc cha na a vẹt cha pa sa ti y đàm bị sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tu dê a di cha sắc cha ni vi pha và văn chị gầm phi ra bản nhê na su đê si kinh cha tê phi hôn tu phu sắp ba ma tam na tê pha văn a tha ma ma di văn chị y đàm bi sẵn khê ra tha năng pa ni tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su thâm ma cha hi ta pa văn thì sắc ca và điếc thì viết chi kiến chi tăng cha si la ba tăng va bị gia đa thì kiến cha cha tu hà phạm dê thì cha viết bà mùa tô cha cha phi tha na ni áp phá bồ ca tum y đầm bị sẵn kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô thì kiến cha bị số căm măng ca rô thì pa pa căng ca dê na va cha dù đá chê ta xa va Apha bồ sô ta sa pa ti cha đa ya apha ba ta di ta pa đa sa vô ta y đam di sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va nập ba gùm bê giá tha phu si tạc ghê gìm ha na ma sê pa tha ma smin gìn hê ta thu pa măng thâm ma va răng a đê sa yin nip ba na gà min pa ra măng hi ta ya y đam bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nô tha rô thâm ma va răng a đê sa di đàm bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thi sam pha văn vi ra ta chi ta ya chi kê pha va smin tê khi na pi cha a bi run hi chẳng đa ni yếp băng thiên thi ra giá tha văn pa di po y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tâm ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma gà ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta li khê ta tha gà tăng đê và ma nu sa bu chi tăng bu đà hăng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni đà phụ ta ni sam ma gà ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta li khê ta tha gà tăng đê và ma nu sa bu chi tăng đà hăng măng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma gà ta ni phụng ma ni va gia ni va anh ta li khê ta tha gà tăng đê và ma nu sa bu chi tăng sang khởi hăng na ma sa ma su va thi hô tu. Vậy nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Ni Phật. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, con vừa đọc xong hai lần bài kinh Ratan Sutta, bài kinh Châu Báo, giờ con xin trao mai lại cho cô tu nữ Tự Duyên và con chân thành tri ân chi vị đã đóng tay nha. Nam mô bổn sư Thích Ca. Thú sa thú lành thay và kính tri ân đại đức nhân tâm. Dạ con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng. Bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báo ngữ Việt.
Tôn Nam Đa Với Từ Tăng Trì Tụng Kinh Châu Bao, suốt trong đêm dài ba vòng thành quê xa ly, niệm tất cả ân của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xả, ba hạnh nguyện độ sanh, trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiên đăng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp ca cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh châu bao y lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quay nhiễu, trong thành quê xa ly, thấy điều được tan biến, chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh châu bao. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quy trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì so sánh, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tu. Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thánh tam vị bốn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đấng thiện thể được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vì như cột trụ đa kheo chôn chặt xuống đất, dầu bốn ngương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tư thanh đê, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc.
Bậc Thanh Tu Đà Hoàng chứng tri ly thanh đế được Đức Gotama theo thuyết giảng tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiếp sử thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đọa sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý, cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thanh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình vì như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chính tâm chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ con đã đọc bài kinh cho báo xong, bây giờ con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với chúng con. Sa thú sinh trường Sư Nguyên Thông và Sư Cô Thủy Duyên. Các bậc chư Tôn Đức và Thư Phật Tử, hôm nay xin nói thêm một ít về việc tụng đọc Kinh Paritta. Và Kinh Paritta đôi khi dịch là Kinh Hộ Kinh.
hay là kinh hộ trì hoặc là kinh an lành mà chúng ta quen gọi là kinh cầu an. Thưa vì kinh Châu Báu Rất Tán Xuất Tác cũng là một ở trong những bài kinh Marita, và tại các quốc gia Phật giáo đó, thì thông thường những bài kinh này được tụng, người ta tin rằng có một cái quay lực thật sự khi mà chư tăng và quý Phật tử, người thỉnh chư tăng tụng kinh và người tụng kinh đều có một cái sự thanh tịnh, sự thanh tịnh đặc biệt là thanh tịnh về giới, định và huệ. Riêng về bài kinh Ratanasutta hay là kinh Anasangji chẳng hạn, thì như ở tại Miến Điện người ta đặc biệt tụng trước khi tụng người Phật tử thọ bát quan trai, thì tối thiểu thọ ngũ giới thường thọ bát quan trai giới, và chỉ tăng thì làm lễ phát lộ để được thanh tịnh hóa thân tâm, thân khẩu, rồi sau đó có khi thực tập thiền quán hay là niệm tâm tư ở một thời gian cố định nào đó, và sau khi có cái sự hành trì làm cho thân tâm được thanh tịnh thì bắt đầu người ta mới tụng kinh. Một ở trong những sự thanh tịnh thân tâm đó là cái cách mà cảm niệm về ân lành của Tam Bảo qua cái cách niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Những cái phương thức niệm này thì được các vị thiền sư hay là vị sư cả hay là người lớn thì hướng dẫn cho đại chúng. Nó cũng là một cái phong tục rất là đặc biệt, là khi Tôn giả Ananda tụng bài kinh này thì ngài tụng vào ban đêm. Dạ, tụng vào ban đêm là cái lúc mà có ba cách giải thích, là lúc đó người ta không có chuyện đi lại của xe cộ của người nhiều, thì ra việc đi lại tôn giả cũng là một điều thích hợp tụng kinh ban đêm. Và theo trong kinh nói rằng chư thiên thì không có thích hợp nhiều với cái sinh hoạt ban ngày của loài người, thường thường chư thiên chỉ đến với Đức Phật vào ban đêm. Do vậy những bài kinh mà có cái lời nguyện liên quan đến chư thiên thường hay tụng ban đêm. Và điều thứ ba đó là những cái hành giả mà tụng niệm ban đêm do cái sự phấn đấu đối với cơn buồn ngủ của bản thân, nên chi thường là những vị thức đêm tinh tấn nhiều hơn. Tại đó đôi khi chúng ta có những chương trình hành đầu đà, tức là thực chọn đêm tu học. Vì kinh Châu Báu đó thì đặc biệt các vị hay tụng ban đêm. Thường là cái nghi thức tụng ở các quốc gia là các vị chiều tối khi mà hoàn toàn là trời tối, nghĩa là xòe bàn tay không có không thấy chỉ đai nữa, thì các vị bắt đầu có cái khóa lễ Tam Bảo. Dạ, khóa lễ Tam Bảo, sau khóa lễ Tam Bảo thì có cái lễ phát lộ của chư tăng. Thường là chư tăng tụng giới, trước khi tụng giới thì chư tăng phát lộ, rồi sau đó trao truyền bát quan trai hay là trao truyền ngũ giới cho quý Phật tử. Một vị cư sĩ sẽ đại diện cho đại chúng để tụng một bài thỉnh chư tăng tụng kinh. Tụng kinh đây, và phần đầu mà chúng ta tụng khởi đầu với cô Panita Nato đó, chúng ta gọi là kinh dẫn nhập, hay là ngài Hội Tông gọi là lời bố cáo, hay là một cái lời mở đầu của kinh Ratasutta. Đa phần tại Thái Lan thì ở Campuchia họ tụng chung với nhau, nhưng tại Thái Lan chỉ có một vị sư, vị sư thường là vị sư trẻ, thì bắt đầu tụng cái bài đó trước, và cái vị tụng với một cái âm giọng rất là đặc biệt, rất là hay, tụng kéo dài. Rồi sau đó thì ngài cả hay là vị trưởng lão lớn sẽ hướng dẫn tất cả chư tăng tụng trọn cả bài kinh còn lại, và tụng cả ban đêm, tụng như vậy nhiều lần ở trong đêm. Cái tụng này tương đối đặc biệt, dĩ nhiên là ở tại Thái Lan ấy, thì người ta có cách tụng ngắn và có cách tụng dài. Ở bên Campuchia, như chúng tôi hồi xưa ở gần với chư tăng Campuchia, ba đoạn chót là Yani Saputa Ni Samakata Ni Puma Ni Waya Ni Antarike,
mà ba đoạn chót á, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng á, thì thường là gọi là cũng ngắn, nhưng mà người Thái Lan họ tụng ngắn, họ tụng từ cái đoạn văn kinh vị tăng, thì tùy theo mỗi một cái nơi, nhưng mà đa phần là bài kinh Rát Tha Xuất Tá này được thực hiện tụng vào thời điểm ban đêm và ban ngày. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân cái bài tụng ngày hôm nay, kinh Rát Tha Xuất Tá trong mùa đại dịch. Và bây giờ thì thưa quý vị, ngày hôm nay có một số tin tức họ nói rằng có một cái chứng bệnh của trẻ em mà liên quan đến vi mạch, vi mạch sưng có cái nổi ban đỏ và ở trên lưỡi thì nổi những cái hạt nhỏ nhỏ màu trắng. Cái bệnh đó bác sĩ họ gọi là bệnh Kawasaki. Kawasaki là khám phá ra bởi một bác sĩ người Nhật. Thì chứng bệnh này có xảy ra tại quốc gia Phật giáo, tại quốc gia Á Châu và Âu Châu như Mỹ. Nhưng mà trước kia người ta không có lưu ý nhiều, hiện nay thì họ cảm nhận rằng họ có nhiều sự ghi nhận rằng bệnh này nó lại liên quan đến COVID-19. Và vì vậy người ta khuyến khích là nếu ở trong nhà có các có con nhỏ mà bị sốt, mà bị chúng ta bị ban đỏ đó, tức là bệnh Kawasaki, thì ở trong thời kỳ này cũng nên cố gắng để liên lạc với bác sĩ để tìm sự chữa trị kịp thời. Hiện giờ thì đã có nhiều cái ca ghi nhận rằng COVID-19 có thể dẫn các trẻ em đến tử vong, mặc dù con số không có cao, con số không. Tuy nhiên hai điều mà cần lưu ý, một là cho dù số tử vong không có cao nhưng mà vẫn có, và ngay cả trẻ em mà bị lây COVID-19 mà các em không có cái triệu chứng ra bên ngoài, gọi là symptom, thì nó vẫn có khả năng lây nhiễm, và lây nhiễm từ trẻ em sang người lớn. Lấy ví dụ là khi trường học mở lại, ngay cả các trường mẫu giáo, mà nếu mà quý vị có con em gửi đi học đến trường thì về cũng phải cẩn thận. Một trong những điều mà cũng phải để ý là thí dụ như các em có triệu chứng như là nóng sốt hay là bị ban đỏ, hoặc giả là lưỡi ăn mà cảm thấy không có ngon, lười ăn chẳng hạn, thì nên cố gắng để ý. Dù sao đi nữa thì cái phản ứng của trẻ em đối với bệnh tật, đối với bệnh trạng đó thường là chậm hơn người lớn. Chậm hơn người lớn. Trẻ em thường là nó có khi nó khó chịu, nó vội vĩnh, người ta không biết, nhưng mà thường là nó có nhiều cái khi mà mình biết nó hơi trễ, thì là cha mẹ cũng phải tinh ý đối với tình trạng của con. Nói chung quý vị, COVID-19 đang có một cái, đang đi vào một giai đoạn mà tương đối là cái sự lây nhiễm nó càng lúc rộng hơn, khó cho chúng ta ghi nhận hơn. Và một vài nơi thì đã có nhiều cái bằng chứng cho thấy rằng một số các cửa tiệm mở trở lại, mở cửa trở lại, nó cũng là cái điều kiện để lây lan COVID-19. Nên tốt hơn trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn tiếp tục một thái độ là chỉ đi ra ngoài đến những nơi rất cần, và đây không phải thời gian để lần la đó đây, và cũng chịu khó quan sát những người trong gia đình. Khi mà cái sự đi lại càng mở cửa rộng rãi đó, thì cái sự bận tâm cần phải nhiều hơn. Chúng ta không có cách nào khác. Đó là cái cách phải thích nghi trong thời buổi ngày hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính riêng Chư Tăng và quý Phật tử đã vào rung để chia sẻ và đến đây quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy. Xin phép đọc bài kinh Rát Tha Xuất Tá. Yāni thabbhūtā ni samāgatā ni pummāni vājā ni vāntalekhe
Sate wa phu ta su ma na pha quan tu thu bi sa ca thi su nam thu pa si tăng ta hi phu ta ni sa me tha sa pe me tăng ca ro tha ma nu si ya ba cha yadi wa cha ra tu cha ha ran ti ye pa ling tasma hi ne ta ca ta ta ma ta yang kim chi mê tăng hi tha ra hu đăng ra sa kê su ra yang ra ta năng ba ni tăng nam mô sa mang a thi ta tha ga te nai đam vi bồ thê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa te mô tu kha yang vi ra gang a ma tăng ba ni tăng yada cha ga sa che mô ni sa ma hi to na te na tham mê na sa ma thi kim chi đam vi tham mê đa ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa te mô tu yam bồ tha se phu bari wan na yi sa chi sa ma thi ma nam ta ri ka nya ma sa ma thi na te na sa mô na vi cha ti đam vi tham mê đa ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa te mô tu ye pu ka la a ka sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni du ga ni hoan ti te ta khi ne ya su ga ta sa sa vô ca e te su din na ni ma ha pa la nai đam vi sam khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa te mô tu ye sa pa yô ta ma la sa đam he na ni ka mi no go ta ma sa sa nam ni te bhati bhata matang vigay halatha mutha niputing Unchamana idam bisanghe ratanang manitam Ete nasatye nasuvate hotu yathing dakhilo Bathawing sito siya chato pivate piyasam bakam biyo Tathu pamangsa purisam vadamiyo hariya sachani Niyavet chata sati idam bisanghe ratanang manitam Ete nasatye nasuvate hotu tu ye ariya sa cha vi pa va yan ti ram phi da bai ye na su de si ta ni kin cha pi te hong tu pu sa pa ma ta na te pa vang a tha ma ma di yan ti ram vi sang khe ta ta nang pa ni tang e te na sa che na su va ti ho tu sa ha va sa da sana sambada yata ya sutham na chahita pakwan tisaka yadi tibichiki chitang chasila patang vapi yada tikin chichato chato baje chave pamoto chacha pethana vyapapo katum vidam visanghe nang bitang ete na sache na suvate hotu kincha piso kammang karoti apakam kaye na vacha vidache tasa vapapo sota sampate chada papata di sabada savota idam visanghe ratanang panitam ete na sache na suvate ho vana bhagombe yatha posita ke himha namase Bhathamasmingim he tathupamang thammavaram adesayine panagaming paramang itajairam vibhute ratanang danitang ete na satche na suvati hotu varo parangyo varado varaharo anotaro thammavaram adesayiram vibhute ratanang danitang ete na satche na suvati hotu khinang Vanam, Nawam Nati Sampavam Varatu Chitta Yatike Pavasmin Dehi Nabicha Avidun Chanda Nipanti Thida Yathayam Bari Boidam Visanghe Ratanang Banitang Ete Nasatye Nasuvati Hotu Yani Takutani Samaka Nipummani vaja vantalikhe Tathagatam deva manu sabuchitam Bhutam namasam suvati ho
tu ya ni tha pu ta ni samma ga ta ni pumma ni va ya yuan ta li khe ta tha ga ta ng de gu ma lu sa pu chi ta ng dhammang ma sa ma su va ti ho tu ya ni tha pu ta ni samma ga ta ni pumma ni va ya yuan ta li khe ta tha ga ta ng de gu ma lu sa pu chi ta ng sang khang nam ma sa ma su va ti ho tu.